quan hệ thì hết, tính chất thì hết, thứ ba. Phần hai lớn, tính chất chia hết. Một, tính chất chia hết của một tổng hoặc tập nhóm chỉ ra số thích hợp trong dấu hỏi chấm theo mẫu. Ở đây chúng ta có bốn cột. Cột thứ nhất là m, cột thứ hai là số a chia hết cho m, số b chia hết cho m, cột thứ tư thực hiện phép tính a cộng b chia cho m. Ví dụ ở đây số m là 5, số 95 chia hết cho m, số 55 chia hết cho m, ta lấy 95 cộng 55 chia cho 5 và được kết quả là 30. Các bạn thực hiện trong 1 phút. Đáp án với m bằng 6, ta có 12 chia cho 6, 30 chia cho 6, tổng 12 và 30 chia 6 được 7. Với m bằng 9, 18 chia cho 9, 54 chia cho 9, tổng 18 cộng 54 chia 9 được 8. Như vậy chúng ta thấy các số chia hết cho m thì tổng của chúng cũng chia hết cho m. Nếu a chia hết cho m và b chia hết cho m thì tổng a cộng b cũng chia hết cho m. Kết luận, nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng đó chia hết cho số đó. Chúng ta ghi chép kết luận này vào để làm bài. Ví dụ, không tính tổng hãy xét xem tổng a bằng 8 cộng 12 cộng 24 có chia hết cho 4 không, vì sao? Câu B, 28 cộng 35 cộng 42 cộng 56 có chia hết cho 7 không, vì sao? Các số 8, 12, 24 đều chia hết cho 4 nên tổng A chia hết cho 4. Câu B, các số 28, 35, 42, 56 đều chia hết cho 7 nên tổng B chia hết cho 7. Như vậy, theo những xét vừa rồi, chúng ta muốn xét một tổng có chia hết cho một số không, ta chỉ cần xét từng số hạng của tổng. Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho số thì tổng đó chia hết cho số đó. Lưu ý, nếu a chia hết cho m, b chia hết cho m thì a cộng b chia hết cho m. Khi đó ta có a cộng b chia m bằng a chia m cộng b chia m. Luyện tập 4. Không tính tổng hay giải thích đặt sao a bằng 1930 cộng 1945 cộng 1975 chia hết cho 5. Chúng ta giải thích trong 1 phút. Các số 1930, 1945, 1975 đều chia hết cho 5 nên tổng A chia hết cho 5. 2. Tính chất chia hết của một hiệu chỉ ra số thích hợp cho hỏi chấm theo mẫu. Chúng ta cũng có 4 cột. Mẫu m bằng 7, 49 chia cho 7, 21 chia cho 7, 49 trừ 21 chia cho 7 bằng 4. Tương tự, chúng ta sẽ làm cho 8 và 11 trong 1 phút. Đáp án với m bằng 8, 40 chia cho 8, 16 chia cho 8, lấy 40 trừ 16 chia 8 được 3. M bằng 11, 132 chia cho 11, 88 chia cho 11, lấy 132 trừ 88 chia 11 được 4. Nếu a chia cho m và b chia cho m thì hiệu a trừ b cũng chia cho m. Kết luận, nếu số bị trừ và số trừ đều chia cho cùng một số thì hiệu của chúng chia cho số đó. Chúng ta ghi chép nhận xét này để làm bài. Ví dụ 6, không tính hiệu hãy xét xem a bằng 4000 trừ 36 có chia hết cho 4 hay không, vì sao? B bằng 70000 trừ 56 có chia hết cho 7 không, vì sao? Gợi ý, chúng ta sẽ xét số bị trừ và số trừ xem cả hai có cùng chia hết cho 4 không.
thì chúng ta sẽ kết luận được hiệu có chết cho 4 hay không. Tương tự với 7, các bạn làm trong 2 phút. Đáp án số 4000 và số 36 đều chết cho 4, nên hiệu A chết cho 4. Tương tự câu B, số 70000 và số 56 đều chết cho 7, nên B chết cho 7. Với A lớn hơn bằng B, lưu ý nếu A chết cho M và B chết cho M thì hiệu A trừ B cũng chết cho M. Khi đó ta có A trừ B chia M bằng A chia M trừ B chia M. Luyện tập 5, không tính hiệu hãy giải thích tại sao 2020 trừ 1820 chết cho 20. Gợi ý, chúng ta sẽ xét số bị trừ và số trừ xem có chết cho 20 không và kết luận. Chúng ta sẽ làm trong 1 phút. Giải. Các số 2020 và 1820 đều chết cho 20, nên A chết cho 20. Bài tập 7 trang 34 sách giáo khoa cho A và B là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu A cộng B chết cho M và B chết cho M thì A chết cho M. Chúng ta suy nghĩ trong 1 phút. Ta có A cộng B chết cho M và A chết cho M thì A cộng B trừ A cũng chết cho M. Đây là tính chất chết của một hiệu. Từ đó ta thấy ta sẽ lấy A trừ A và được kết quả là B thì B cũng chết cho M. Bài tập, hãy trả lời đúng hoặc sai cho các câu sau. 1. Nếu mỗi số hạng của tổng chết cho 3 thì tổng đó chết cho 3. Đáp án đúng. 2. Nếu tổng của hai số chết cho 3 và một trong hai số đó chết cho 3 thì số còn lại cũng chết cho 3. Là đáp án đúng. Ba, nếu hiệu của hai số chết cho 3 và một trong hai số đó chết cho 3 thì số còn lại chết cho 3. Đây cũng là một đáp án đúng. 4. Nếu tổng của hai số chết cho 5 thì hai số đó chết cho 5. Nếu tổng của hai số chết cho 5 thì hai số đó chết cho 5. Đáp án này sai vì chúng ta lấy một ví dụ đơn giản, đó là 1 cộng 4 chết cho 5, nhưng 1 và 4 thì không chết cho 5. Các bạn về nhà học bài, làm bài và xem lại tất cả kiến thức đã học, đọc tiếp nội dung phần còn lại để chúng ta tiếp tục học tiếp 4.